Bienvenue chez Cuba Saigon, la chaîne de la cuisine vietnamienne. Chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực Việt Nam của Cuba Sài Gòn. Bonjour, aujourd'hui j'ai quelques poissons à préparer pour le week-end. Je vous invite de travailler ensemble avec moi. Bữa nay mình có mua được cá nhiều nè. Bây giờ mình thử mình làm chung với nhau nha các bạn. Cette sorte, je vais mettre les épices. Et après, je vais griller dans l'air fryer. Et c'est excellent. Pas besoin de ça. Je mets à côté. Je fais des petits traits comme ça, c'est plus facile quand les épices rentrent dedans. D'accord. Là mình làm nhiều món cá lắm các bạn. Thường là ngày thứ bảy cuối tuần đó, là nó có cái chợ ngoài trời á, không phải chợ ngoài trời, nó cũng có tre, nhưng mà nói chung là chợ đồ tươi mà bán trong buổi sáng thôi, giống như dạng họp chợ á, chợ phiên. Poisson là j'ai acheté au marché de samedi. Poisson très frais. On vient de pêcher ce matin. Voilà. Rồi, bây giờ ướp nha. Quelques planches de l'oignon, des ciboulettes, un peu de l'ail haché, un chút tỏi, nè, một chút đầu hành nè. Phải có hành tỏi với nước mắm thì nó mới ra cá. Bỏ vô cối đâm cũng được các bạn, mà đều đâm thì là nó ồn quá. J'utilise sauvio de poisson, dùng nước mắm là các bạn, cho vô một muỗng canh, une cuillère à sốt, petite cuillère, fond de poisson, một canh các bạn, mình lấy 1/4, une
Em chép cuillère à cà phê. Mình lấy một một phần tư muỗng bột nêm canh, một phần tư muỗng tiêu, viên cuillère de, và de poivre, chân giang de poivre, et purée de piment, ớt xay các bạn. Mình không có ớt tươi nhiều ở bên này, mình dùng ớt xay. Demi cuillère de foie de un tiers et demi cuillère de café de piment, café de piment. Je vais laisser reposer un quart d'heure et après je vais faire crier dans Philippe Air Fryer. Bây giờ mình để ở đây khoảng 15 phút cho nó thấm, xong sau đó mình bỏ vô cái lò nướng Philippe mà khí đối lưu của các bạn, cái lò nướng mà hôm trước mình đã giới thiệu các bạn rồi. Le poisson, j'ai déjà laissé dans les épices un quart d'heure et maintenant on va crier. Cá mình đã để được 15 phút ở trong ướp rồi đó. Bây giờ thì mình bắt đầu mình nướng. Mình dùng chế độ cá này các bạn là 200 độ. Mình cho lò 2 phút để cho nó nóng. Je choisis le mode de poisson et je vais réchauffer la machine dans 2 minutes. C'est pas tellement chaud chaud, mais c'est pas froid, comme ça, c'est mieux. Maintenant, je vais glacer le poisson. Bây giờ mình xếp cá. Les épices qui restent, je vais faire dorer sur dans un coin pour préparer une petite sauce. Nước mấy cái hành tỏi còn rồi nè, mình sẽ phi vàng lên trên cái chảo để mà làm sốt chan. Voilà, je choisis 20 minutes et moitié de cuisson, je vais tourner. Bây giờ mình cho 20 phút. Khi mà được khoảng 10 phút á thì mình sẽ trở cá. C'est déjà mi-cuisson, 10 minutes. Je vais tourner le poisson une fois. Được nửa đường rồi. 10 phút rồi các bạn, bây giờ mình trở cá nha. Nó vàng hơn một bên rồi đó các bạn. Ah, c'est quoi? Le cri d'un dinosaure qui dit ça sent bon. Ah oui. T'as vu? Ah ouais, ça, t'as de poisson là. Oh my god, Nicolas.